ông Nguyễn Đức Trung và cựu giám đốc sở có lời khai đá nhau ở phiên tòa. Công an làm việc với CDC Đắk Lắk về việc mua kit test của công ty Việt Á. Cựu công an tống tiền hai phó chủ tịch thị xã Linh Án. Táo tợn xông vào nhà cướp điện thoại của trẻ đang học online. Bắt tạm giam thêm hai bị can liên quan đến đường dây đánh bạc khủng trên 2.000 tỷ đồng. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tối trên kênh YouTube Báo Dân Việt, cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 12, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung và cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã đối chất tại tòa. Hai bị cáo có lời khai đá nhau. Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Trung và 6 đồng phạm hôm nay bước sang ngày làm việc thứ hai. Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi. Tại phiên xử hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội tập trung làm rõ chỉ đạo dừng triển khai gói thầu số hóa năm 2016 của bị cáo Nguyễn Đức Trung đối với Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Khai trước tòa, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Tứ cho biết, bị cáo này đã nhận được sự chỉ đạo rất quyết liệt từ cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến việc dừng gói thầu số hóa năm 2016 trước giờ gì khai về hai cuộc điện thoại của bị cáo Nguyễn Đức Trung gọi cho mình vào tối ngày 15 tháng 5 năm 2016. Theo ông Tứ, ông Trung yêu cầu dừng thầu, nói rõ gói thầu triển khai không đúng các quy định của thành phố. Ngoài ra, không có nội dung gì khác. Khai tiếp về hai cuộc điện thoại trong ngày 15 tháng 5 năm 2016 do ông Nguyễn Đức Trung gọi, kiều giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội trình bày. Ông Trung không nói gì đến việc áp dụng công nghệ nào cũng như không hỏi về việc kết nối, tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố. Nói đến cuộc điện thoại thứ ba vào đầu giờ sáng ngày 16 tháng 5 năm 2016, chỉ vài tiếng trước khi gói thầu được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội mở, bị cáo Nguyễn Văn Tứ cho biết, ông Trung đã nói vô cùng ngắn gọn. Tôi yêu cầu anh dừng gói thầu lại để đưa bằng được công nghệ của Nga vào, bị cáo Tứ khai. Trước diễn biến này, khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bác bỏ lời khai của ông Tứ, một lần nữa khẳng định những nội dung đã trình bày trong phiên xét xử chiều qua. Bị cáo Nguyễn Đức Trung khai trong cuộc gọi đầu tiên vào chiều ngày 15 tháng 5 năm 2016, ông Trung hỏi ông Tứ về việc ông đã yêu cầu dừng triển khai tất cả các dự án công nghệ thông tin tại các sở, ngành, quận, huyện, mà tại sao sở kế hoạch và đầu tư vẫn triển khai. Cuộc gọi tiếp theo cũng trong chiều ngày 15 tháng 5 năm 2016 cho ông Tứ. Theo lời khai của bị cáo Trung, ông này đề cập đến vấn đề yêu cầu ông Nguyễn Văn Tứ phải cập nhật công tác tích hợp cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp và hộ kinh doanh vào đầu bài của gói thầu. Đồng thời yêu cầu ông Tứ kiểm tra, báo cáo lại việc thẩm định thầu. Về cuộc gọi sáng ngày 16 tháng 5 năm 2016, bị cáo Trung nói gọi cho ông Tứ để yêu cầu vận dụng các quy định của pháp luật đình chỉ gói thầu. Được yêu cầu lên đối chất lại trước lời khai của ông Trung, cựu giám đốc sở Nguyễn Văn Tứ khẳng định bảo lưu nội dung đã khai báo thậm chí ông Tứ còn đề nghị hội đồng xét xử cho khôi phục lại đoạn băng ba cuộc điện thoại để làm rõ các nội dung liên quan. Ngày 28 tháng 12, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Sở Y tế cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh về việc mua sắm kit test của công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, viết tắt là công ty Việt Á. Theo thông tin ban đầu, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, CDC Đắk Lắc đã mua gần 20.000 kit xét nghiệm của công ty Việt Á, mỗi kit test trị giá khoảng 367.000 đồng, tổng tiền khoảng hơn 6 tỷ đồng, để chạy máy xét nghiệm RT-PCR. Ngoài ra, CDC Đắk Lắc còn mua một số kit xét nghiệm, nhưng chưa thanh toán, thì công ty Việt Á đã bị Bộ Công an làm việc để làm rõ về hành vi, phạm pháp, pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19 trả lời báo chí thời gian gần đây giám đốc sở y tế đắk lắc nay phi khẳng định đơn vị không có việc nhận hoa hồng của công ty việt á Với quy trình thủ tục mua sắm trên ông nay phi khẳng định đều được trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc lập kế hoạch trình lên sở y tế rồi sở tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc phê duyệt sau đó cdc đắk lắc thuê đơn vị độc lập thẩm định giá gói thầu rồi trình lên sở tài chính thẩm định và phê duyệt Hồ sơ cũng trình lên Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiểm tra lại quy trình rồi CDC mới thực hiện mua. Các bước tiến hành phù hợp quy trình, quy định hiện hành. Trước đó trong các ngày 20 đến 23 tháng 12, toàn nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 6 bị cáo gồm Lê Xuân Hoàng, sinh năm 1978, Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 1979, Lê Trần Sính, sinh năm 1974, Lê Trần Tiến Đạt, sinh năm 1998. Lê Doãn Tài sinh năm 1985, Phạm Văn N sinh năm 1988, tất cả cùng chú tại tỉnh Thanh Hóa về tội cưỡng đoạt tài sản. Trong số các bị cáo trên, Hưng và Hoàng là cựu công an, bị cáo Tài và Ân là phóng viên của một tạp chí. Sau nhiều ngày nghị án, chiều ngày 27 tháng 12, tại buổi tuyên án, hội đồng xét xử khẳng định đây là vụ án cưỡng đoạt tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn trọng điểm kinh tế chính trị của Thanh Hóa. Đặc biệt, các bị hại lại đang giữ các chức vụ chủ chốt trong ủy ban nhân dân thị xã. Vụ án xảy ra trước thềm đại hội đảng các cấp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chính trị, trị an trên địa bàn. Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm tài sản của người khác, còn gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hội đồng xét xử cũng xác định bị cáo Hoàng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, hưng thống nhất với cách làm của Hoàng, giả danh doanh nghiệp trực tiếp đi biếu tiền, biếu quà cho hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn là ông Hồ Đình Tùng và ông Trương Bá Duyên rồi quay lén video đưa cho Hoàng để thực hiện hành vi. Các bị cáo Đạt và Xính dù biết hành vi của Hoàng nhưng vẫn giúp đỡ thực hiện mục đích. Bị cáo Ân và Tài biết mục đích tống tiền của Hoàng nhưng vẫn giúp sức tích cực cho Hoàng. Xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Hoàng 17 năm tù, bị cáo Lê Trần Xính và Lê Trần Tiến Đạt mỗi bị cáo 36 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Quốc Hưng, Phạm Văn Nân và Lê Doãn Tài Điều lĩnh mức án cao hơn mức viện kiểm sát đề nghị. Cụ thể, bị cáo Lê Quốc Hưng 38 tháng tù, Phạm Văn Ân 34 tháng tù và bị cáo Lê Doãn Tài 32 tháng tù. Trước đó vào tháng 5 năm 2020, Lê Xuân Hoàng, sinh năm 1978, trú tại thị xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng hóa, lê kịch bản quay video, ông Hồ Đình Tùng, và ông Trương Bá Duyên là hai phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, nhận tiền, sau đó lôi kéo thêm 5 người cùng tham gia giúp sức số tiền mà Hoàng cưỡng đoạt hai vị phó chủ tịch là 25 tỷ đồng. Vừa qua, một vụ việc diễn ra tại một hộ gia đình thôn Nam Định, xã Phú Định, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã khiến người dân vô cùng hoang mang. Khi hai bé gái đang ngồi trong nhà học online buổi tối thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt xông vào cướp điện thoại. Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 25 tháng 12, LPT sinh năm 2011 và LTHD sinh năm 2008 con gái của anh LDD, sinh năm 1980, đang học bài online tại nhà ở thôn Nam Định, xã Phú Định, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thì bất ngờ, một nam thanh niên bịt khẩu trang đi bộ từ phía đường Hồ Chí Minh xông vào cướp chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo A5 từ tay hai bé rồi chạy ra nhảy lên xe máy tẩu thoát. Nhà đội tin báo, công an huyện Quảng Trạch huy động cảnh sát hình sự phối hợp công an xã Phú Định, công an trật tự nông trường Việt Trung khẩn trương điều tra, truy xét nghi phạm. Lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ nghi phạm là Cao Văn Hòe, sinh năm 1990, trú tại thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh. Thu tăng vật là một chiếc điện thoại di động Oppo A3S trị giá khoảng 2,7 triệu đồng, một xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius và 4,3 triệu đồng. Hòe khai nhận thêm, đã thực hiện một vụ trộm cắp tài sản của người dân tại tổ dân phố Dũng Cảm, thị trấn Nông Trường Việt Trung, lấy trộm 5,3 triệu đồng và chiếc điện thoại Oppo A3S vụ việc tiếp tục được công an huyện Quảng Trạch điều tra xử lý. Liên quan đến đường dây đánh bạc khủng bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến 2.000 tỷ đồng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thêm hai bị can. Hai bị can gồm Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1986, trú tại số 473 Bùi Hữu Nghĩa, khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và Lê Thị Thủy, sinh năm 1972, trú tại số 258, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang, cùng về hành vi đánh bạc. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của Luân và Thủy. Trong quá trình điều tra xác định, Luân và Thủy là đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu. Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân qua số điện thoại đường dây nóng và chứng cứ thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang sơ lập chuyên án trình sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban. Ngày 5 tháng 6, nhận lệnh chỉ huy ban chuyên án, 11 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu giữ với khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề. Thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Bước đầu xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu, tổ chức hoạt động. Các đối tượng tổ chức đường dây lô đề tinh vi với nhiều tầng nóc trung gian, gian trải từ thành thị về nông thôn các đối tượng có mối quan hệ xã hội trang trị, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa núp bóng doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng, nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán, đồng thời sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 60 đối tượng về hành vi đánh bạc, bắt tạm giam 14 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 46 đối tượng. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, sớm đưa ra xét xử trước pháp luật. Theo các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam, sự cố xảy ra trên tuyến cáp quang biển quốc tế Asia Pacific Gateway vào ngày 13 tháng 12 năm 2021 sẽ được sửa từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022. Lịch sửa chữa này được đối tác quốc tế thông báo với các nhà mạng vào ngày 25 tháng 12. Như vậy, tuyến cáp sẽ còn bị gián đoạn dịch vụ khoảng hơn một tháng nữa đây là lần thứ tư trong năm nay tuyến cấp quang biển APG gặp sự cố. Trước đó, tuyến này lần lượt gặp sự cố vào các ngày 9 tháng 1, 11 tháng 5 và 29 tháng 10 năm 2021. Nguyên nhân sự cố lần này được xác định do lối cáp cách chạm cập bờ Hồng Kông, Trung Quốc của tuyến APG khoảng 125 km. Sự cố gây ảnh hưởng tương đối lớn đến kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế trên tuyến với lưu lượng các nhà mạng bị mất, ước tính khoảng 1 TB các nhà mạng đã chủ động chuyển hướng bổ sung dung lượng nhằm bù lại dung lượng kết nối bị mất do APG tiếp tục gặp lỗi. Trước đó, tại sự kiện Internet Day hôm 15 tháng 12, ông Nguyễn Phong Nhá, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trung bình các quang biển tại Việt Nam gặp sự cố 10 lần mỗi năm, mỗi lần sửa kéo dài cả tháng, gây ảnh hưởng đến kết nối Internet của người dùng. Các nhà cung cấp dịch vụ mạng cũng thừa nhận, mức độ bảo đảm về hạ tầng quốc tế phục vụ kết nối internet cho người dùng Việt hiện thấp nhất trong khu vực. Nhiều thời điểm do gặp sự cố, các nhà mạng chỉ khai thác được 3/4 khả năng của các tuyến cáp. Những ngày cuối năm, nhiều người Sài Gòn tranh thủ mua nem chả, biến rong, nấm hương rừng để ăn Tết sớm. Họ còn lưu luôn số điện thoại của nhà cung cấp để cận Tết alo là nhận hàng. Linh kinh các loại giò chả như nem chua, nem nướng, chả bò. chị Ngọc Nga, quận Bình Tân cho hay Do cơ quan gần nơi tổ chức hội trợ, đội đồng nghiệp quảng cáo có nhiều đặc sản ngon nên chị quyết định cuối tuần dành cả buổi sáng để mua sắm. Tôi mua được nhiều loại nem, chả của một số cơ sở làm ở Long An. Nem chua, ăn rất ngon. Tôi cũng đã hỏi luôn số điện thoại để cận Tết có thể đặt hàng. Họ gửi cho xe khách, mình ra nhà xe để lấy thôi. Nhưng món ăn này mấy ngày Tết thì không gì bằng. Hà sản xuất công nghiệp cũng có những hàng đặc sản, ăn là cảm nhận vị khác ngay. Chị Nga nói. Tương tự chị Nga, nhiều người tranh thủ đi mua đặc sản ba miền, vừa để ăn dần hoặc dự trữ bởi chỉ còn một tháng nữa là tới Tết nhâm dần. Các mặt hàng khô như miến rong Tây Bắc, gạo xéng cù, nếp bắc, nấm hương, vốn là đặc sản của các tỉnh miền núi phía Bắc cũng được nhiều người ưa chuộng. Các sản phẩm này có thể để được lâu, giá tại hỗ trợ rẻ hơn bên ngoài khoảng 10-20%, nên nhiều bà nội trợ quyết định mua sớm. Đặc sản của các tỉnh phía Nam như hạt điều bình phước, như mật ong rừng, tôm khô kiên giang, Cà Mau cũng bán rất chạy. Đây hầu hết là những mặt hàng bán chạy vào thời điểm trước Tết nên nhiều gia đình tranh thủ mua sớm, vừa để dùng trong gia đình, vừa để biếu người thân. Đại diện Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiệu Phát chuyên sản xuất tôm khô tại Kiên Giang cho hay, qua đợt dịch Covid-19, việc mang đặc sản lên thành phố Hồ Chí Minh để bán cho người dân rất có ý nghĩa. Bởi đơn vị được đầu ra, người dân dễ dàng mua đặc sản khi thời gian qua ít có điều kiện mua sắm. Ông nói thêm, dù giá nguyên liệu sản xuất tôm khô tăng, doanh nghiệp buộc phải tăng tương ứng, nhưng với mức giá đặc sản tôm khô bán ra hiện nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn chấp nhận được. Do đó, tôm khô vẫn đang bán rất chạy, nhất là thời điểm cận Tết thế này. Hỗ trợ khuyến mãi năm 2021 do Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra kéo dài đến cuối tuần này. Hỗ trợ có 400 gian hàng của 230 doanh nghiệp uy tín với nhiều hình thức khuyến mãi đa dạng. Sản phẩm tham gia chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu, trên 50% là hàng tiêu dùng, thực phẩm, nông sản, khoảng 30% là sản phẩm diệt may, công nghiệp tiêu dùng, nông thôn tiêu biểu. Đáng chú ý, doanh nghiệp tham gia chương trình được phép thực hiện khuyến mãi với hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi lên đến 100%. Cũng tại hội trợ, ban tổ chức còn xây dựng khu vực giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp đa giải thưởng thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, khu vực trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh khu vực trưng bày sản phẩm giới thiệu, nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm tiềm năng thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực của thành phố. Phó giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Nguyên Phương cho biết, hội trợ khuyến mãi là dịp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước, từ đó góp phần kích cầu tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa chất lượng dịch vụ và mở rộng kênh phân phối của doanh nghiệp. Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá ngành công thương và cộng đồng doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Bà nhấn mạnh đây là chuỗi sự kiện khuyến mại tập trung, tạo hiệu ứng lan tỏa cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, doanh nghiệp các tỉnh, du khách tham quan cùng lúc đến trải nghiệm nhiều chương trình khuyến mãi khác nhau, góp phần kích cầu tiêu dùng, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phát triển sản xuất và mở rộng quy mô kinh doanh. Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay, ngày 28 tháng 12, đứng ở mức 1811,9 đến 1812,4 USD trên ounce mua vào bán ra, giảm 0,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1812,7 đến 1813,2 USD trên ounce mua vào bán ra so với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng giảm 0,1 USD, đứng ở mức 1.811,8 USD trên ounce mua vào bán ra giảm 0,1 USD do đồng USD suy yếu và người bán chiếm ưu thế. Giá vàng thế giới giảm trong đầu phiên giao dịch thứ hai đầu tuần khi đồng USD tăng trở lại. Mặc dù giá kim loại quý vẫn dao động gần mức cao nhất trong một tuần do lo ngại biến thể Omicron của virus Sars-CoV-2 gây dịch COVID-19, làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn. Nhà phân tích Peter Fetting của Quantitative Commodity Research cho biết, mặc dù đồng USD tăng nhưng giá vàng không có nhiều biến động trong ngày. Đồng thời, một trong những lý do chính gây ra tình trạng thiếu thanh khoản là do nhiều thị trường đóng cửa vào dịp Giáng sinh. Chuyên gia Phước cho biết thêm, lợi suất cao hơn một chút làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng, vốn đang ảnh hưởng ít nhiều đến giá vàng. Bên cạnh đó, chứng khoán toàn cầu ổn định và giá dầu giảm do lo ngại rằng biến thể Omicron có thể làm chậm quá trình tăng trưởng nền kinh tế trong năm mới. Ông Fair Gray Halley, nhà phân tích thị trường góp cao tại Onana, nhận định vàng đã đối mặt với mức kháng cự chỉ trên 1.815 USD trên ounce và nếu xu hướng gần đây tiếp diễn, vàng sẽ khó có thể duy trì đa tăng ở mức này trừ khi đồng USD giảm mạnh trong tuần chỉ số USD tăng từ mức yếu nhất trong gần một tuần, khiến vàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác không phải USD. Giá vàng trong nước kết thúc phiên giao dịch 27 tháng 12, giá vàng 4 số 9 trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji và SGC niêm yết theo thứ tự mua vào bán ra như sau. Doji Hà Nội 60,8 triệu đồng trên một lượng đến 61,45 triệu đồng trên một lượng. SGC Hà Nội 60,85 triệu đồng trên một lượng đến 61,57 triệu đồng trên một lượng. Đô Thành phố Hồ Chí Minh 60,80 triệu đồng trên một lượng đến 61,40 triệu đồng trên một lượng. SGC Thành phố Hồ Chí Minh 60,85 triệu đồng trên một lượng đến 61,58 triệu đồng trên một lượng. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,1 triệu đồng trên một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,5 triệu đồng trên một lượng. So với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27 tháng 12. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.